Chào anh ơi, nay buổi chiều á, lên đi đâu á? Mọi người xem sao nào liên hệ em á. Điện thoại 0349 653 147. Zalo 0965 270762. Đầu tiên có mấy cái tua vít này, vít đậm mà xấu á, về tận dụng sai đó, đầu trừ hết á, cái nào cắm đi về mà anh đập lại. 60.000. B30 60.000. Hai mùa. Này size số 1. Cây ô hạt cây không có hiệu. Hai cây 150 á. Càng đẹp chắc chắn. SB31 hai cây 150. Mấy cái bái nhỏ 30.000. Cái này về mảnh nặng lại này, lịch kim bẹ lại. SB32 30.000. Một cây cắt ông này lưỡi đẹp, có lưỡi nhỏ thay luôn, sơ cua luôn. Hiện tại nó đang kẹt á, hàng rigid. Rigid. Cái này 130 lại to. Về anh mẹ anh rạc kẹt ra. SB33 130.000. Tiếp theo bộ đục bạn 130 cm, phân mày 3 cm, 2 cm. Hàng này thì hàng có mộc á, có mộc và không có mộc. Bộ này 200. SB34 200 5 cây. Tiếp theo là cái rêu. Rêu 160.000. Bộ trẻ cuối nặng tầm 1 kỷ đó, vừa tải lắm. SB35 160.000. Cào 70.000. Cào nhỏ 60 x 1 50. 50 50 x 1 50. Không có hiệu. SB36 70.000. Kẹp 50.000. Kẹp nhôm. SB37 50.000. Cần lực. Cần này về bạn chỉnh lại cái tay này. Hiện tại nó gãy mất đoạn đó, hoạt động bình thường chắc chắn luôn, thằng to nữa. Này 60.000. SB38 60.000. Về hàng là cái nục này thôi. Một kim cắt cắt uống kèm này. Hàng của da bắn. Cắt uống kèm á. Nó có một đường phía trong này, này tầm đi mấy. Một đường để xoay cắt kèm, cái này xoay lượng. Này dài đến 10-24. Cái này 120. Nhìn chắc chắn dài dặn lắm. Hạng GB. SB39 120. Một liếc giáo 70.000. Đủ nhạc. Còn tương đối hàng bài. Dài tầm 25.
SB40 70.000 một cái kẹp. Kẹp này bản là 4,5 dài 26, cái này 80.000. SB41 80.000 một cái kéo canh. Cái này dài 22 không thấy mộc á. Cái này 109. Này mất quái, mất lo xó. SB42 190.000 kim quý giá. Răng miệng con tương đối cắt tột á. Này 90.000, nó 21,5 SB43 90.000 kim ép cột hạng. Hoặc đồng bình thường luôn á, cái này 80.000. SB44 80.000 kim cắt kẹm. Kẹm này cắt cạp 7 đi á, miệng đẹp nguyên. Em đi xí miệng 7 đi á, cái này 190.000. SB45 190.000 một cái dao gấp như này 70.000, có chữ có mọc. Về bạn đi câu cá thôi. Ốp nhựa SB46 70.000 về cắt dây câu thôi. Một kim bấm cột này. Này lò xo nó bị vẻ hư rồi. Chốt thì con á, chốt con 80.000. Về mạnh vệ sinh thêm á, cái này dài, dài đến 29 á, còn cái nhỏ này thì dài 27. Một cái tay gậu 50.000. SB48 50.000 có cái dao, dao này có mọc á. Lưỡi nó dài là 24 bạn, là 5,2 dài tầm ly rưỡi ta. Thẹp thì rất là bẹn, thẹp rất bẹn. Rồi, cái này lưỡi dài về thải, thải thịt thải. Này 240. Nó hơi cận đáy. Về mạnh sửa lại thế mà. Thẹp rất là bẹn, mọc đầy đủ. SB49 240. Bộ bộ các loại bộ này. Sáu. Sai nhỏ đó. 3-5 lượng đó. Càng nên con sai tương đối. Bộ này 80.000. SB50 80.000. Cái kim này 70.000, hàng Asahi á, dài 18. Đang miền con tổ á. Hoặc đồng bình thường SB51 70.000.
size kéo các tôn 40.000. SB52 40.000. Có cái lưỡi dao như này. Lưỡi dao. Lưỡi nó hơi lằng cẳng. Lưỡi nó dài tổng là 29 nắm bảng rộng là 11. Chiều dài là gần 5 ly. Gần 5 ly thép. Thép ghép này. Đừng ghép thép này. Thép khá đẹp á. Lưỡi này 200. Về mình có thể làm con dao chặt á. SB53 200.000. Nặng 2 kg. Một lít 300ml super 100.000. SB54 100.000. Đầu điều. Đầu điều với cái tế này. Tế này. Điều này 100. Đóng hộp vào nữa là gần 5 kg. SB55 100.000. Mũi đục. Mũi này 70.000. Dài đến 59. Dài 59. B56 70.000. 70.000. Cái sủi này. Về mang đồ trễ thêm. Thiếu cái ốc đấy. 20.000. B57 20.000. 58 cái bông ghim mắc da bắn. Cái này 101. Bấm tổ. B58 101. Cũng có mấy cái đai không? Cái này đây con này. Mặt này người ta hủy rồi này. Bên này thấy con này. Cái này người ta hủy rồi này. Đầu này thấy con này. Hủy rồi này. Hủy này. Đầu này thấy con này. Cái này đầu này thấy con này. Hủy là hủy này. Hủy này. Con này. Bộ này 50.000 đó. Đại lộn. SB59 50.000. Nó hẹn gắn lên tiếp theo á.